hơi bất ngờ với kết quả này, đặc biệt là với Ngô Kinh Lâm, một người đã có những màn thể hiện rất tốt ở trong những phần thi trước đó. Bạn sở hữu rất nhiều điểm 10. Không biết là cảm xúc của Lâm lúc này như thế nào khi nghe thấy tên mình lọt vào top nguy hiểm ạ? Thực ra thì bây giờ Lâm rất là hồi hộp, cũng không biết là mình nên nói cái gì để chia sẻ với mọi người. Chúng ta cứ chờ đợi kết quả, vì không chỉ là bản thân mình cố gắng hết sức mà tất cả các thí sinh ở đây của chúng ta cũng đã nỗ lực hết mình cho phần thể hiện của mình rồi, đúng không? Không biết là với Ngô Phương Anh, bạn còn điều gì hối tiếc ở trong phần trình diễn ngày hôm nay không? Phương Anh rất là thích cái câu nói là hạnh phúc không phải là đích đến mà nó là cả một cuộc hành trình. Cho nên là hành trình đến với Trời Sinh Một Cặp của Phương Anh đến ngày hôm nay thì nó không phải là quá dài, nhưng mà mỗi lần đứng trên sân khấu là một lần hạnh phúc của Phương Anh. Em chỉ mong là người anh của em, anh anh đừng buồn, bởi vì em và anh mình cũng đã sống những phút giây rất là trọn vẹn trên sân khấu này rồi. Cảm ơn sự lạc quan và tính cầu tiến của Ngô Phương Anh.